Thì bóng cười. Đi quay vô trong cái đầu này cho cả nhà thấy nè. Đây rồi cái gì à. Chờ đổ mệt. Dê đi, rau. Mới mua về. Đổ dê vô. Nè, mới mua về chưa đổ ra gỗ nữa nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà cùng ăn nha, uống bia. Lẩu dê đi, uống bia. Lẩu dê bữa nay uống bia. Uống bia này nè. Cả nhà biết sao không? Nữ là uống bia này vừa nè, một lon hai lon là thấy nó nhiều mà lại ngon nữa nè. Mời cả nhà cùng ăn lẩu dê buổi tối. Qua Gạch Giá làm sao đó ha, buổi tối ăn rồi nhìn nè, cái con quay lên cái clip á. Đó. Bữa nay á mua mấy đứa em mua là lẩu dê. Từ lúc nào nó không tiếng nó tội giờ. Vui quá cả nhà ơi. Có chú với thím đồ quay. Úp biết xong. Nhà nhóc hết trơn á, không có vô ăn mà ngồi ngoài bắt bóng đèn vậy nè. Đó. Nó vậy đó, thấy vui không? Đặng cho Út quay đi về bên nhà Phú Quốc bạn nhớ. Đó. Về nó lắc mỏng đó. Chỉ 3 gram hoài. Không đau không sợ. Bữa nay. Bữa nay ông xã không dám ăn luôn. Ăn con ăn bé. Yến bà hỏi con cho ăn đó, mì. Lắc đầu rồi. Con phải trả lời, đừng có lắc đầu nha con. Tôi nghĩ ông Quỳnh có làm bóng đèn kìa. Mình làm bóng đèn hả? Tắt đi con. Em vô chỗ rồi. Con quay gì? Yến, mỗi dạy Yến. Con quay hơi dữ. Hai bác. Cái clip này hài quá trời luôn này. Để cho ăn mì hết nè. Nở thành lẹ. Nở ăn đâu. Thật sự nó lợn cận lên đó. Ăn lợn. Giờ này tối á, ăn mà vui mà còn cười. Vui quá. Bà chín dặn vậy hả? Dạ từ 10 giờ rồi đúng. Bà chú ăn vừa đi. Ăn cái vú rồi. Thế cho ăn hoài vậy. Chắc chết vô cùng. Chắc chết ốc luôn rồi trời ơi. À, dê nè. Bánh ăn đi. Bánh với hai là ăn nhiều nhiều vô. Con hết giống dê rồi. Con hết dê rồi. Cả nhà thấy cái clip mình vui nhớ đăng ký kênh của Nhung Võ Vlog và like cho Nhung Võ nha. Dê à. Bỏ dơ. Dòng. Rồi lên cái bút nhỏ kia nó vuốt cái tóc á, nó đầu nó gom hai cái. Ốc vàng đi ốc. Ốc cười. Vui quá ốc hả? Em cười quá trời. Ăn gì ốc? Ngon quá trời. Ốc là non quá trời à. Vui ốc quá thiệt á. Thì giỡn sợ con bé nó ngủ á. Nó giỡn á. Không mà ngày mai ốc về Phú Quốc rồi mà quay lại cái khoảnh khắc này vui thiệt. Tại vì mình ăn ngồi bàn, ngồi nhà hàng rồi nó bình thường quá. Thấy không ha? Út là ăn bữa đi. Làm món ăn đúng nữa. Chứ Út nè. Ông kêu không? Cũng lành nhăn. Chứ hả? Bị tốt lắm đây là Phú Quốc. Dạ, Phú Quốc. Cái chú ở lại trên ngày nó đi rồi lại con la con với lon làm cái bài nó qua nhà chơi đi về mau à ngày đi dẫn chạy qua chơi hả đi dễ rồi chú nhắn hiếm quá có dịp rồi qua như trên con ở trên Quỳnh đi nếu mà con quay YouTube này hoài là con phải đi chỗ này chỗ kia để quay cho cả nhà ta xem á chốt mốt. Nhưng mà con quay cảnh cho đẹp rồi lại là tưới tưởng nhiều giáo cho thu hút cá nhân giả rồi coi chứ nó coi là nhiều tiếng bình luận vô nó đó
Tội nghiệp có hai quay hoài, có hai ăn tiếng mì cho hết. Út nghỉ ăn hả? Nghỉ rồi. Kinh nghỉ ăn luôn hả? Nghỉ rồi. Vó nò. Vó nò. Vó nò, vó vui không á? Thì mai chú với thím về phố Bắc chưa nhiều sức khỏe nha con, chúc cho chú với thím nhiều sức khỏe với bé Quỳnh, với bé Quỳnh. Quỳnh chúc lại Quỳnh. Đáp lại. Quỳnh đáp lại gì chân trời. Ghiền coi chứ. Con có dịp nào á con qua Phú Quốc rồi con qua Úc chơi. Nghe nghe Úc ha. Qua đi chùa chơi. Dạ. Giờ làm quá rồi bây giờ thành phải đi. Dạ đúng rồi. Với con đi qua bên Phú Quốc để tại vì mấy lần trước đó con đi con chưa có đủ cái điểm để cho cả nhà xem đó nên con muốn đi. Có đi chùa gì ở dưới biển nha. Con có đi Vinh Cậu không à? Vinh Cậu. Dạ con có đi Vinh Cậu. Rồi nghe nói cái quán cà phê chuồn chuồn gì đó đẹp lắm. Phải không Quỳnh? Con đi 80 phút không? Mình lên đó mình xuống mình nhìn xuống mình thấy chưa? Cả nhà biết không, đằng sau á có qua nhà của chú Tiến chơi đó. Mình sẽ quay cho cả nhà xem cái quán cà phê chuồn chuồn của Múc, nhìn xuống biển đẹp lắm. Cả nhà nhớ xem cái xe của Nhung Dẫu qua lớp nha. Uống vô rồi mình đi nha, mình bay giống chuồn chuồn. Vui lắm, chú với Tiến nó vui lắm cả nhà ơi. Để có dịp nào mình sẽ quay cho cả nhà xem Phú Quốc cà phê chuồn chuồn. Đứng trên nhìn xuống nhìn hết thấy nhìn xuống đúng. Bay giống chuồn chuồn nó muốn vui dữ lắm luôn á, nghe còn nghe nấu nữa. Vậy video này mình xin kết thúc nha cả nhà, nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Dẫu và lớp một like nha cả nhà, nhớ xem nhớ nhớ like cả nhà nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà, ngủ ngon nha.